Ví dụ như ở nhà mình ở trong cái khu vực không an toàn, tự mình phải cẩn thận lấy tiền bạc, tự mình phải gài alarm, tự mình phải cẩn thận. Hay là trong nhà con của mình nó có một đứa nó sanh cái tâm tham, để hở thì nó rinh, để kỹ thì nó rình. Thì mình đừng có để, mình đừng có tạo cái duyên. Bởi vì sao? Bởi vì trong nó có chủng tử tham. Mình để của bậy bạ là mình tạo duyên cho nó tham. Và nó vừa, mình vừa đi vắng một cái nó lấy nó kẹp đắp về, nó má con đi nghe. Nó là cách thức tham. Duyên ba thứ lại, bản chất nó tham, vật mình để là duyên cho nó tham. Nó nghĩ cái cách nào đó để nó lấy của mình, ba cái đó gom lại thành nghiệp tham. Nó ăn cắp được lần, mai nó ăn cắp nữa. Mà ăn cắp nhỏ được thì nó ăn cắp lớn. Và khi mình phát hiện ra cái lớn mất rồi, nó nói dóc. Mà thậm chí nó có thể sát hại mình nếu nó lâm vào cái tình cảnh thiếu thốn tiền của, nó cần số tiền này, nó có thể hại người thân đó. Tức là mình, nhưng mà bây giờ mình biết nó tham, để mình đuổi nó đi, nó con mình mà. Cũng như thế, tham cũng là con mình, sân cũng là con mình, si cũng là con mình, nghi cũng là con mình, tất cả những cái không có dễ thương nó là con mình hết. Cũng giống như ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh, Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh là đệ tử của ngài Huyền Trang. Ngộ Không là sân, Ngộ Năng là tham, Ngộ Tịnh là si. Ba đứa đó là đệ tử của ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh. Chính ông Tôn Ngộ Không ông thông minh cho nên ông nắm nãy là sân. Chính cái hình ảnh con heo mà tham ăn, tham ngủ, tham sắc, tham tài là cũng có mình trống. Vậy thì mình tu cũng tu từ ba cái đó, vì nó là con mình, nó là đệ tử của mình. Cuộc đời là muôn sắc, muôn hoa, muôn màu, muôn vẻ. Người được cái này thì mất cái kia, người được cái kia thì mất cái này. Để chúng ta đừng có quá ê chề, thất vọng, chán nản, sầu khổ, trách móc đủ thứ về cuộc đời. Vì sao? Vì chính ngài Hám Sơn cũng đã xác định với chúng ta: hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan, đáo xứ tùy duyên duyên bất tuyệt, chung thân an phận độ thời quan. Ngài Hám Sơn nói cõi đời này là hồng trần. Hồng trần là gì? Là bụi đỏ. Thường thường chúng ta hay gọi cuộc đời này là cõi hồng trần, nghĩa là bụi dữ lắm. Hồng trần bạch lãng là những cơn sóng đã bụi lẫn với những cơn sóng nhồi, phải không? Đi ra đường thì bụi, mà đi lên sông thì sóng. Cuộc đời mình năm chìm bảy nổi, có những lúc mịt mờ như không thấy lối ra. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, hai cái đó nó luôn luôn nó đi đôi, nó làm mình đa mang với nó. Có không? Ở đây có ai đã từng sống những cuộc sống lên xuống chưa? Năm chìm bảy nổi, bốn cái lên đơn không? Thận gái, mười mấy bến nước, 12 bến nước, trong nhờ đục lông phèn. Có cách hết, yên tâm. Nó trong nhờ đục chịu, trong nhờ đục lông phèn. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang. Nhưng mà có một phương thuốc hay lắm. Phương thuốc này tên là nhẫn nhục nhu hòa. Có những lúc mình cứ mềm mỏng. Ví dụ quý vị cắm cái hoa này nè, mà mình muốn cho nó cong theo cái điều chiều của mình đó, thì phải có một cái cọng kẽm quấn xéo nó vô.
xong rồi bẻ nhẹ nhẹ như này, lát nó sẽ cong giống như cái ý mình muốn. Nó cứng đó, nhưng mà có cách thì nó sẽ cong theo. Mình nhúng bánh tráng mình ăn á, có ai dám làm mạnh tay không? Mạnh thì nó gãy, mà nhúng xong mà không nhẹ nhẹ lấy ra thì nó rách. Thậm chí để vô rồi cũng phải lót rau vô trước và quấn lại nhẹ nhẹ để mình có được cái cuốn bánh tráng mình ăn cho nó ngon, không thôi nó đổ. Phong Hòa tu ngay lúc nhúng bánh tráng ăn. Cuộc đời này mình ứng xử trong cuộc đời như cầm một miếng bánh tráng, rút miếng bánh tráng ra sẽ nhúng bánh tráng ăn, nhưng nếu anh mạnh tay nó gãy anh khỏi ăn. Mà nhúng nước rồi mà anh mạnh, anh thô tháo với nó rách anh cũng khỏi ăn. Phải cầm miếng bánh tráng ra nhẹ nhẹ để xuống, chứ nếu mà vút vút cho nó nheo lại rồi kéo ra thôi nó ăn luôn cho rồi. Lúc đó bỏ vô, bỏ rau rồi vô luôn, nó tự cuốn trọng luôn. À, quý vị thấy đạo Phật chưa? Đạo Phật tràn ngập trong cuộc sống của chúng ta. Nếu lỡ một bánh tráng nhỏ, mình slide hai miếng ra cho nó to, nhúng vô cũng có ăn. Lỡ bánh tráng nó rách, nhúng miếng thứ hai đắp lên, dày một chút thì nhai lâu một chút. Có cái răng để làm gì? Xương mình còn nhai được không chứ bánh tráng giòn, bánh tráng dai. Vậy thì hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhưng mà có phương thuốc nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phang. Diệu phang là gì? Là phương thuốc vi diệu. Nhưng mà thay vì chúng ta nói diệu phương thì nó không cùng một cái vận với ở trên, cho nên đọc là diệu phang. Phang cũng được, phương cũng được. Cho nên kêu Tây Phương Cực Lạc cũng được, kêu Tây Phương Cực Lạc cũng được. Hồi xưa ta kêu Tây Phương không á, giờ mình kêu Tây Phương á. Mấy ông bà già xưa kêu Tây Phương. Giống như dưới miền quê, thiệt là quê, hỏi bay làm gì bay, chừng nào bay đi mần. Đi mần là đi đâu? Đi làm. Nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phang. Sống được như vậy, đáo xứ tùy duyên. Đến đâu mình phải tùy duyên đó. Thì sao? Duyên bất tuyệt. Chữ duyên bây giờ là không phải là duyên nữa, mà kéo dài ra. Cuộc đời mình nó kéo dài lắm, tao không bực mình đẹp. Đáo xứ tùy duyên, duyên bất tuyệt, chung thân hết cuộc đời này, an phận độ thời quán, đi qua được mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, mỗi giờ trong cuộc sống nhẹ nhàng. Nó cái gì nó cũng có cái công thức của nó. Cái quan trọng là trước khi mình làm, mình chịu khó dừng lại một chút để mình nhìn cái đó. Ví dụ như là mình rút cây nhang ra, thấy cây nhang nó cong, nó hơi cong cong, nhưng mà bỏ đâu có được, cây nhang còn tốt mà nó chỉ có cong cái chân đó thôi. Thì nếu như mà mình cầm cây nhang mà mình bẻ vậy nè là gãy cái bụp liền. Mình muốn làm cho cây nhang nó thẳng cái xương đó, cầm lên lấy bàn tay mình nâng đó. Nguyên bàn tay mình đỡ vô, chứ đừng có giày nó gãy. Lấy cái tay để vô nhẹ nó từng phần từng phần từng phần, lát cây nhang nó thẳng. Mình không phí một cây nhang mà mình biết cách mình chỉnh là cây nhang. Đó là lý do tại sao các chùa cái máy nó cong. Vì cái máy cong là tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển, không có cứng nhắc. Thì chúng ta có thể trách, trời ơi, tại sao trong chùa hay là ngoài đời, ví dụ vậy, đời này sao có nhiều người nói hay mà làm được. Nếu người ta làm được hết, đâu tiêu phi mình nói. Thật ra mình hiểu vậy để làm chi?
không có buồn gì hết á. Và để chúng ta thấy cuộc đời có những, thôi bây giờ anh này anh nói nhiều mà anh làm không được nhiều, nghĩa là anh có làm chút chút, kệ đi. Cái bài hát mà ta còn kêu mà có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không. Nhưng mà mình biết nhìn cuộc đời bằng một cặp mắt tích cực là mình nhận ai cũng đóng góp. Và để mình thấy cuộc đời như vậy, và chúng ta thấy rằng trái cây nó cũng có những cái, nếu mình biết được nó thì mình sử dụng được nó. Giống như ví dụ mình cầm một cái lá rau lên, mình lặt, thì mình tự con mắt mình nhìn biết là lá này héo không ai hại, lựa cái nào mà nó còn non còn tốt lặt trước. Còn lỡ nó khan hiếm quá, lấy cái kéo tỉa nó, cái chỗ nào mà nó ngay ở đầu nó héo cắt đi, xài được cái đuôi, có bỏ đâu. Cái vấn đề là chúng ta biết sử dụng, chứ chúng ta không phải bỏ. Cái chỗ tu hành là chỗ đó. Dụng nhân với dụng mộc, dùng người với dùng cây. Mình ở cái xứ mà nó mắc mỏ thức ăn thì có những cái ở Việt Nam là dục mất rất rồi. Tại cái này là ở Việt Nam nó rẻ rè. Chẳng hạn như là rau nhút, mấy cái rau sống thơm của mình đây nó mắc. Mà mùa hè mình xài khác nha. Mùa hè mình xài sang, xài sọt. Còn mùa đông thì mình phải sao? Tiện tặng. Đó, đáo xứ tùy duyên, mình biết mùa nào. Cho nên cái vấn đề là không phải chúng ta có nhiều mới được, hay là đòi hỏi hết mọi người tốt. Bây giờ thí dụ như trong một cái hội của chúng ta có 5 người, mỗi người có một cái hay, thì mình sử dụng cái hay đó. Mình biết họ yếu điểm đó đừng giao. Ví dụ như mình biết người đó hay hứa lèo, đừng cho họ đi giao tế ngoại giao. Thí dụ vậy, cho việc khác. Cuộc đời này Đức Phật dạy chúng ta có cặp mắt chánh niệm. Chánh niệm để làm gì? Để chúng ta nhận diện tất cả xấu tốt trong cuộc đời mà chúng ta xử sự, chúng ta sống. Không gạt bỏ ai, không buông bỏ ai, không ghét bỏ ai, mà chúng ta ôm. Ví dụ mình biết cái đứa con đó nó nóng tánh, mình nói là nó nạt, có bao giờ dám nói ẩu với nó không? Biết làm sao? Nó nạt mình quê. Cho nên trước khi nói với nó phải kỹ lưỡng, phải cẩn thận, thôi nó nạt lại. Còn cái đứa mà nó nghe lời mà u cho mình nạt lại nó không à. Đó, thấy chưa? Đời mà kiến ăn cá, cá ăn kiến. Cái đứa nào mà nó dễ thương mà nó hiền lành làm mình, nó bị mình. Còn đứa nào mà nó hơi xì nẹt, nó hơi khó chút là mình ngán nó muốn chết. Chồng cũng vậy, vợ cũng vậy, con cũng vậy, bạn bè cũng vậy. Cái người nào dễ dãi cái mà nó hiếp người ta. Rồi ngược lại á, mình bòn mót người này, mình đút lót người kia. Cũng thế thôi. Có phải vậy không? Cho nên cái bài kinh, những cái bài kinh mà chúng ta đọc á, chúng ta hiểu lời Phật á, Phật dạy chúng ta một cái cách sống. Thậm chí bây giờ nè, người Việt Nam mình đây nói là sao? Ở đầu thì tròn, phải không? Ở ống thì dài, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, liệu cơm gấp mắm. Thì tất cả những cái đó ông bà mình nói cũng không ngoài cái ý nghĩa chúng ta biết rõ mọi thứ. Biết ăn mắm thì thôi, ăn rồi nhớ rửa miệng. Có một lần đó Pháp Hòa đi học, lúc đó còn nhỏ lắm, chùa ở ngang trường học nè. Trưa đó là Pháp Hòa tranh thủ chạy về chùa, vừa ăn bánh mì vừa dọn dẹp chùa, clean up chùa. Lúc đó Pháp Hòa học lớp 8. Cái bữa nọ đang clean up, cái thầy viện chủ có ai cúng sầu riêng á, thầy mới nói con lại đây ăn sầu riêng với thầy.
ngồi lo ăn, xong cái chuông trường nó réo, ôi chà, một mạch chạy qua trường. Mà lúc đó mình chút xíu mà đứng, ông thầy giáo quẩn bự nè, đứng nói chuyện vậy, nói xong cái hít you smell something. Anh có ngửi được gì không? Trời ơi, lúc đó nhớ trực lại, mình ăn sầu riêng chưa rửa miệng, chạy đi rửa miệng. Đức Phật dạy trong kinh, có một đoạn kinh Đức Phật nói ví như đây là một đống lửa, tôi nói đi tới gấp cái lửa lên, nếu người biết lửa là nóng, than trong này là nóng, thì người đó phải làm gì? Mang bao tay vô, hoặc là kiếm cái đồ gấp. Anh biết cái này là lửa mà anh đưa cái tay không, anh vô bóc anh phỏng là chuyện đương nhiên. Phật nói vậy, đời nó cũng giống vậy. Anh biết cuộc đời nó nhiều thứ thì tự anh tỉnh giác mọi vấn đề. Ví dụ như ở nhà mình ở trong cái khu vực không an toàn, tự mình phải cẩn thận lấy tiền bạc, tự mình phải gài alarm, tự mình phải cẩn thận. Hay là trong nhà con của mình nó có một đứa nó sanh cái tâm tham, để hở thì nó rinh, để kỹ thì nó rình. Thì mình đừng có để, mình đừng có tạo cái duyên. Bởi vì sao? Bởi vì trong nó có chủng tử tham. Mình để của bậy bạ là mình tạo duyên cho nó tham. Và nó vừa, mình vừa đi vắng một cái, nó lấy nó kẹp nắp vậy, nó má con đi nghe. Nó là cách thức tham. Duyên ba thứ lại, bản chất nó tham, vật mình để là duyên cho nó tham. Nó nghĩ cái cách nào đó để nó lấy của mình. Ba cái đó gom lại thành nghiệp tham. Nó ăn cắp được lần, mai nó ăn cắp nữa. Mà ăn cắp nhỏ được thì nó ăn cắp lớn. Và khi mình phát hiện ra cái lớn mất rồi, nó nói dốc. Mà thậm chí nó có thể sát hại mình nếu nó lâm vào cái tình cảnh thiếu thốn tiền của, nó cần số tiền này, nó có thể hại người thân đó. Tức là mình, nhưng mà bây giờ mình biết nó tham để mình đuổi nó đi, nó con mình mà. Cũng như thế, tham cũng là con mình, sân cũng là con mình, si cũng là con mình, nghi cũng là con mình, tất cả những cái không có dễ thương nó là con mình hết. Cũng giống như ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh, Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh là đệ tử của ngài Huyền Trang. Ngộ Không là sân, Ngộ Năng là tham, Ngộ Tịnh là si. Ba đứa đó là đệ tử của ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh. Chính ông Tôn Ngộ Không, ông thông minh cho nên ông nắm nảy là sân. Chính cái hình ảnh con heo mà tham ăn, tham ngủ, tham sắc, tham tài là cũng có mình trống. Vậy thì mình tu cũng tu từ ba cái đó, vì nó là con mình, nó là đệ tử của mình. Quý vị ở đây có đọc kinh Pháp Hoa chưa? Có một ông vua đi tu, có 8 người con đi theo, nhớ không? Nhớ cái đoạn đó không? Ông vua là mình, 8 người con đó là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, mạc na, lại da. 8 người con đó chính là 8 cái tâm thức của mình. Đi chùa tu tu theo. Nhưng mà mới vô nó còn sơ cơ lắm. Giống như là một chú tiểu mới vào chùa, còn lóc chóc, còn ham vui. Nhưng càng ngày càng lớn, chú thấm kinh dần thì chú sẽ tốt. Mình cũng thế. Cho nên tất cả mọi người ai cũng có khả năng chuyển hóa. Cái quan trọng là chúng ta có đủ từ bi, nhẫn nại để ôm mắt người đó, và họ chuyển được bao nhiêu mình mừng bấy nhiêu. Ví dụ như mình nói lúc này á, nó đỡ lắm, mình đâu dám nói hết đâu, nó đỡ lắm. Hỏi đỡ sao? Hai người đỡ hai bên.
bệnh không hết, nhưng mà bớt bệnh là mình mừng. Cho cái đứa nào mà nó thật sự mà nói, bây giờ quý vị cứ nghĩ rằng trong cuộc đời này nếu mà chúng ta đi tìm một người hoàn hảo có không? Không. Cho nên là em xin em đứng một mình cũng xin là đúng rồi, tại có ai nữa đâu mà so sánh. Mình nhận biết bốn loại trái cây, như đời này có bốn dạng người, để làm gì? Để chúng ta biết mỗi dạng người như thế nào, chúng ta ứng xử, chúng ta sống, chúng ta không bỏ ai, không ghét ai. Tại vì sao? Ghét là một tâm niệm không có tốt, nó tự làm cho mình trở thành một người không dễ thương. Tại vì khi mà chữ ghét nó nổi lên rồi là bắt đầu có những biểu hiện của ghét, hay nguyết chỉ chỏ, mắt thì thấy, môi kề, tay chân mình không bình thường, mặt mũi mình bắt đầu nó xâm tật. Thể thấy cái người mình ghét là bắt đầu tật nó ra. Còn thì ghét không? Ghét không? Thấy không? Vậy thì cái người đó, tự nhiên gặp cái người đó, cái mình thành sự, mình có tật hết trơn. Mà bình thường đứng trước kiến bấm là trẻ rồi. Nhưng mà tới cái lúc mà gặp cái người đó là mình thay sắc đổi diện hết, đâu có cần thiết. Và chính cái chỗ đó người ta thấy luôn mình, ta thấy luôn mình nè. Trời ơi, cái bà đó, cái ông đó đang ghét người đó. Sao biết? Trời, tôi nhìn cách đã thấy mít mà tôi biết rồi. Thậm chí ta mời ăn, cảm ơn, ăn rồi. Rồi vô rồi đó. Vô hệ rồi đó. Cho nên cái người mà nó ương nó biểu hết trơn. Nhưng thì cái người ở ngoài họ nhìn mình, họ biết luôn, họ biết mình mà biết hiểu mình luôn, biết và hiểu mình. Cho nên người đó là tri thức. Tri thức gì về mình. Cho nên chính cái cách của mình đã làm cho người ta hiểu ra mình đang ghét người kia. Cũng y như là mình đi mua hàng, mình thấy có đó, cái mắt mình sáng lên, mình lỡ mình rờ có hỏi giá liền, rồi người ta biết rồi, mình thích cái này dữ lắm, người ta treo giá, người ta không xem. Cho nên đi mua nhà, đi mua đồ mà mình cứ biểu lộ kiểu đó là nhà không bao giờ giảm giá, tại vì người ta thấy được cái của mình. Cho cái người mà nóng tánh mà bốc trực liền á thì ai người ta cũng biết anh đó nóng lắm, chị đó nóng lắm. Mà nếu mà người ta muốn hại mình, người ta lợi dụng cái tánh nóng đó của mình, ta nói một vài câu chuyện thôi là mình đổ vỡ. Cho nên thưa đại chúng là bây giờ quý vị đi từ Nam chí Bắc, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, không chỗ nào mà không có chúng sanh. Mà hễ có chúng sanh thì có tham sân si, mà hễ có tham sân si là có địa ngục. Nhưng mà chính cái chỗ đó nếu chúng ta biết chuyển đó, nó trở thành ra giới, định, tuệ. Mà chính chỗ đó là đạo tràng. Vậy thì mình đặt một câu hỏi, đạo tràng ở đâu? Đạo tràng ở đâu? Đạo tràng là nơi nào có người đang chuyển hóa tu tập, chỗ đó là đạo tràng. Có một câu hỏi được đặt vậy đó. Tại sao ở trên đời học Phật pháp tu hành thì mình nói thật sự ra chuyện nói lúc nào nó cũng nhiều hơn làm đó. Vâng, và ví dụ ha, ví dụ như bây giờ mình đi chợ, ít có khi nào mình mua đủ ăn lắm, mình mua lúc nào nó cũng sao cũng dư hết á. Rồi hễ mà mình bắt tay vô nấu là lúc nào mình cũng nấu làm sao nhiều. Mà thường mà nấu thì chậm, mà ăn thì sao nhanh lắm. Thấy chưa, cuộc đời là vậy thôi. Ngoài đời này á, hột xoàn thì yếm, nhưng mà sỏi đá thì nhiều. Và chính nó hiếm cho nên nó gọi là bảo quý. Phật hiếm lắm cho nên gọi là Phật bảo. Pháp trên đời này hiếm lắm. Tại sao? Tại vì ngàn vàng dễ kiếm, mà lời
tốt, khó nghe lắm. Chính vì vậy gọi là pháp bảo. Đoàn thể nào mà sống theo lời Phật dạy có hòa hợp, có thanh tịnh, hiếm lắm. Cũng có, nhưng mà part time. Mừng rồi, không dám làm full time. Nhưng mà cái gì hiếm quý gọi là bảo, cho nên chúng ta gọi là tam bảo. Tam bảo là Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Và chúng ta cứ quán đi, rác lúc nào cũng nhiều hơn hoa, sỏi đá nhiều hơn sòi. Cuộc đời mình nè, vui không có mấy, nhưng mà bực bội thì mỗi ngày. Nụ cười chưa trọn là vội đã sang qua khô héo rồi. Nó là chuyện thường. Thì thôi, mấy người xung quanh mình, người ta nói 10 mà ta làm 1 thôi cũng được. Nhận cái 1 đó đi, biết chính cái kia người ta không làm được, đừng nhờ. Nhờ cái 1 mà họ làm được. Cho nên mình sống ở đời không có gì chán nản, không có gì buông xuôi. Mà chúng ta có cặp mắt chánh niệm thì chúng ta thấy là ôi, cuộc đời này cái gì nó cũng trở thành ra được những cái nuôi dưỡng hết. Quý vị thấy mình lỡ nấu cơm sống vì đổ nước ít mà gạo nhiều, nồi nó không đủ nở, sang nó ra nồi thứ hai, thêm miếng nước, bật lửa bấm cái nút lên nó có cơm. Mà lỡ nấu không được nữa làm cháo, cháo trắng ăn ngán nấu cháo nem. Lỡ nấu cơm nguội nhiều không bỏ thùng rác, đem ra bỏ vô oven sấy khô để mai mốt làm thính. Chanh mình vắt mình dùng xong rồi mấy cô còn để dành rửa móng tay mà. Ta kêu vắt chanh bỏ vỏ, mình tu hành không có bỏ vỏ luôn. Cái gì cũng sử dụng được. Quý vị biết mấy cái lá y của quý thầy á, mà lỡ cũ hư rồi đâu có bỏ đâu. Cái nào cắt cái mình danh lại. Dễ dành làm cái gì biết không? Mai mấy cái dùi chuông trong chùa, mai mấy cái đế chuông, đế mỏ, đâu có bỏ đâu. Ngày xưa ở Việt Nam á, ở trên bàn Phật á, là ngoài Phật ra là thờ Phật bảo nha. Ở dưới chỗ ngồi tụng kinh là phải để một bộ kinh gọi là thờ pháp bảo, rồi mai một cái tấm vải đẹp phủ lên quyển kinh đó. Đó, để mỗi ngày mình đảnh lễ là trong đó có Phật bảo, pháp bảo. Ở chùa Pháp Hòa mấy cái y mà hư rách của mấy chú là Pháp Hòa cắt là hết để dành. Mai mốt mai dùi chuông, dùi mỏ, đế chuông, đế mỏ trong chùa. Hoặc Phật tử nào người ta thỉnh chuông mỏ, người ta không có cái dùi, nó không có được bao, còn là dùi gỗ đó, cho người ta miếng, người ta có, người ta về, người ta mai, người ta làm cái dùi, người ta thỉnh chuông cho nó ngay, đâu có bỏ. Mấy cái vỏ xả đó, mình ăn cái xả rồi cái vỏ ngoài mình làm gì? Để dành khi mình bệnh, mình nấu nước sông. Hoặc là nấu nước bún Huế, nó thả nó vô cho nó ra mùi, đâu có bỏ đâu. Cho nên có chánh niệm là không bỏ gì hết. Có chánh niệm là không người nào mình ghét và không người nào mình dùng thùng rác hết. Cho nên Đức Phật nói nè, người chưa được độ thời làm cho độ, người chưa an thời làm cho an, người chưa được hiểu thời làm cho được hiểu. Quý vị nhớ những câu kinh đó trong kinh Pháp Hoa không? Đó là tâm của Bồ Tát, đó là tâm của những bậc mà người ta thấy được cái rộng cái xa. Rác á, ta bỏ ra thì có người đi bắt đầu lựa rác. Chai nhựa bỏ qua, giấy cạc tông bỏ qua, cái nào mà làm phân bón được bỏ qua từng khu vực hết. Rốt cuộc cái rác đó trở thành ra nguyên một cái chỗ phân bón tươi tốt cho tất cả, không có bỏ. Người đời người ta ăn cơm tấm, ta ăn mỡ hành. Trong chùa ăn cơm tấm mỡ ngò, sắc ngò nhuyễn để vô dầu, bấm microwave 1 phút hoặc 2 phút, có một chén dầu ngò, ăn cơm tấm, không cần ăn mỡ hành. Có cách hết.
ta làm chả, ta tráng trứng gà lên mặt, mình ăn gian, lấy bột năng pha chút bột màu, quét quét lên đèn thùi, dàn khè, hỏi gì á, trong đó hột gà, cầm lên trời bột không ăn được hết. Cái trái khóm á, trái thơm á, quý vị gọt vỏ rồi quý vị lấy mắt, mà cái mắt đó mình không biết cũng dục, trong chùa cũng không dục luôn, biết để làm gì không? Để dành bỏ. Nói đùa thôi. Cái đó đó mình lấy lại, mai mốt mình nấu canh chua, bỏ cái đó vô, hầm lấy nước, nó thơm, cái mùi thơm khóm, những cái cùi thơm, cùi khóm không có bỏ, để dành nấu nước, nấu canh chua nó ra nước ngọt, nó ra cái nước thơm. Cũng giống như mình nấu canh chua, nếu mà mình nấu xong mình bỏ thơm sống vô, canh chua không có ngon. Phải xào thơm trước cho nó ra chất ngọt, nước canh chua mới đậm đà. Còn bỏ thơm vô trơ trơ lạc nhách, ăn thơm không có mùi mà nước cũng không có ngon. Tu là một nghệ thuật, nấu ăn là nghệ thuật, cắm hoa là nghệ thuật, trang trí là một nghệ thuật, thậm chí trang điểm mình cũng là một nghệ thuật. Đậm cũng đậm dừa thôi chứ không lẽ con nhiêu quện hết lên có gì được. Cuộc đời nó cũng vậy thôi, có những cái nó thật là nhẹ nhàng đơn giản mà nó đẹp, nó sang. Có những cái nó từ trên xuống dưới nó xanh vàng đỏ, cái ô cha hồ hoảng. Cho nên thưa đại chúng là qua cái bài kinh đó và qua một câu hỏi đó, thì Pháp Hòa lấy hai bài kinh ra Pháp Hòa thưa với đại chúng. Một bài kinh là do một ông cư sĩ đứng trước đám đông mà cứ khoe khoang, nhưng mà thực chất ông đó không được gì hết. Cho nên mình đôi khi mình đọc bài kinh đó rồi mình tự mình quán chiếu, mình có phải là dạng cư sĩ đó không? Mình có phải là dạng cư sĩ là đứng trước mọi người ai mình cũng khoe khoang mình là người tu giỏi, biết hay biết nhiều không? Hay là thực chất mình không được cái đó? Thì khi ai đó dám mạnh dạn nhắc mình thì nhớ người đó là chư thiên. Người đó không phải là kẻ thù của mình, người đó là chư thiên của mình. Cho nên Khổng Tử dạy á, nếu mình làm sai, người đó sẵn sàng chỉ lỗi cho mình, người đó là thầy mình. Nếu mình làm đúng mà họ khen đúng, người đó là bạn mình. Còn nếu mình sai mà họ cứ tưng bốc mình, họ cứ khen tặng mình, người đó là kẻ thù của mình. Tại vì họ đã làm cho cái ngã của mình, cái ngạo khí của mình càng ngày nó càng lên mà không có điểm xuống. Chiếc máy bay mà nó bay cứ vút lên là máy bay đó tiêu rồi, hư rồi. Nó lên rồi nó xuống, nó biết hạ cánh, nó biết cất cánh thì máy bay nó mới quất. Người tu, người sống đời của mình cũng vậy, có những lúc mình cao, có những lúc mình lè phè. Thành thử là cái người mà tu càng cao, giống như máy bay bay càng cao thì thấy nhỏ, tu càng cao ngã càng nhỏ. Lúa mà chín lúa mới thơm, lúa chưa chín lúa chưa thơm. Người tu chính nó mới tỏa ra hương vị. Người thấy được Phật Pháp, thấm được Phật Pháp, người ta sống thôi, cái cách sống người ta thôi, mình thấy được người ta tỏa ra được cái đạo, mặc người ta không hề nói đạo. Có những người mình gần họ, mình không nghe họ nói đạo chứ, nhưng mà cuộc sống họ là một bài học lớn cho mình. Và có những người mình gần, ôi chà, nói đủ thứ đạo lý, nhưng mà rồi không được gì hết. Nhưng mà không sao, những người đó mình cứ nhận đạo lý, nghe đạo lý thôi. Cái đó gọi là Phật gọi là gì? Y pháp bất y nhân. Y pháp bất y nhân, cứ theo cái pháp họ nói, còn họ chưa làm được gì cũng sao. Cách quán chuyển thứ hai là y nghĩa bất y ngữ. Cứ theo cái nghĩa họ nói, đừng có theo ngôn từ họ nói. Vì cái có thể cái ý họ tốt nhưng họ không biết cách dùng chữ. Thôi mình đừng giận mấy cái chữ họ nói, chỉ hiểu cái ý họ thôi. Ví dụ như
mấy đứa nhỏ đó, hay là mấy người Hoa đó, người ta không có rành tiếng Việt đó. Thầy biết không, má tôi hồi đó nó hay nói tôi vậy. Nếu mà người Việt mà, ủa sao kêu má bằng nó? Nhưng mà tại người ta cách ta nói chuyện người Hoa vậy. Mình nhận cái nghĩa người ta nói, người ta không có cái ý xấu. Cái đó gọi là y nghĩa bất y ngữ. Có những cái mình phải y theo cái liễu nghĩa, đừng có y, đừng có dựa theo cái bất liễu nghĩa. Bất liễu nghĩa là những cái tạm, tạm dùng. Còn cái liễu nghĩa là người ta muốn nói cho mình hiểu cái gì. Ví dụ đôi khi người ta tạt vô mặt một câu, nhưng mà cuối cùng cái câu đó nó là một cái câu liễu nghĩa. Ví dụ như có một cái gì đó, ổng là quan chức, ổng đến ông gặp một vị hòa thượng, nói bạch hòa thượng, xin hòa thượng giải cho con biết vô minh nghĩa là gì. Và trong Phẩm Phổ Môn có một đoạn nói, nếu có người mà đi tàu tìm châu báu, đi vào cái nước quỷ la sát dạ xoa, người đó sợ quá niệm danh hiệu Quan Âm, vậy thì thưa hòa thượng, dạ xoa la sát là gì? Hòa thượng say qua đồ ngu mà cũng hỏi. Trời ơi, ông đỏ rưng cái mặt. Hòa thượng nói, đạo ông thấy dạ xoa la sát nó tới chưa? Ông hiểu liền. Vậy thì dạ xoa la sát đâu phải ở đâu xa, ở cái giây phút mình nổi giận lên, mắt mình trợn lên, răng mình nghiến lại, tay mình run, thậm chí mình cung tay lên, mình muốn đánh người đó. Giây phút đó là giây phút của dạ xoa la sát. Cho nên Phẩm Phổ Môn nói có những người mà đi tìm châu báu đó. Đi tìm châu báu là gì? Những giây phút mình đi tìm đạo lý, mình sẽ gặp những người đó. Nhưng mà nhớ, họ có nạt mình tiếng, họ có nói gì mình đi nữa, coi coi mình đang trôi dạt vô nước này mà mình có trở thành dạ xoa la sát không. Nhớ không? Sáng cũng trôi một chút. Cho nên á, cái câu hòa thượng tạc vô vậy đó, hòa thượng tạc vô như vậy đó, cái ông nọ nói, tôi ở trên đời tôi không có tin nhân quả gì hết. Hòa thượng ông sáng trong bạc tai, vừa sáng bạc tai thì ông này cũng đau, mà theo cái phản xạ tự nhiên là làm gì, sáng lại hòa thượng bạc tai. Hòa thượng nói, đạo hữu thấy nhân quả chưa, chắp tay liền. Ông kia nói, bạch hòa thượng, xin hòa thượng chỉ cho con hiểu được địa ngục và thiên đường nghĩa là gì. Sẵn hòa thượng đang quét nhà dỡn cho một cây chổi, ôi ông này cũng rượt hòa thượng chạy. Hòa thượng nói, mô Phật địa ngục nó tới, địa ngục nó tới. Thì cái ông này cũng nghe vậy là ông giật mình, chấp ta, con sám hối hòa thượng, con hiểu rồi, con hiểu ý hòa thượng rồi. Hòa thượng nói, ô thiên đường tới rồi. Đây có một câu hỏi, câu hỏi nãy giờ qua đang nói, khi chúng con nghe học Phật Pháp thì thấy rất dễ, nhưng thực hành thì rất khó. Và mình đôi khi mình còn than, tôi tu cũng được, tôi gặp chướng duyên. Chướng duyên cũng sẽ có, nhưng mà đôi khi mình phải hỏi lại coi, tự mình chướng hay là người đó tới mình để cố tình làm chướng mình. Có đôi khi tự mình chướng à, cái người đó người ta vô tình người ta vậy đó, rồi tự mình thấy không ưa người ta, mình thấy người ta kỳ cục cho là mình chướng người ta. Cũng giống như là tử bất túy nhân, nhân tự túy, người rượu đâu có sai mình, tự mình sai rượu. Hoa bất mê nhân, nhân tự mê hoa, nó không mê ai hết, người tự mê hoa. Có nhiều lúc cuộc đời này có những việc, những người không hề làm chướng ngại gì mình cả, ta vậy đó. Nhưng mà tự mình không đồng ý với người ta, người ta trở thành cái chướng của mình, rồi bắt đầu mình khổ đau với cái kiểu của họ. Câu hỏi thứ hai, quy y Phật Lưỡng Túc Tôn, quy Pháp Ly Dục Tôn, quy Tăng Chúng Trung Tôn, con xin cảm ơn thầy. Câu hỏi vậy đó. Thì thưa đại chúng, cái câu này là trong cái nghi thức tụng kinh của mình. Quy y Phật Lưỡng Túc Tôn nghĩa là con xin quy y Phật đấng đầy đủ cả hai mặt phước đức và trí tuệ, gọi là lưỡng mà. Lưỡng là hai, túc là đủ,
Lưỡng là hai, túc là đủ. Lưỡng túc nghĩa là lưỡng túc tôn, nghĩa là đấng tôn quý đầy đủ cả hai mặt phước đức trí tuệ, gọi là lưỡng túc. Thí dụ như người ta gặp và mình đảnh lễ các vị Bồ Tát đi, hay là mình thường mình chúc cho các vị tôn đức tăng ni, có một câu này nè: chúng con thành tâm kính chúc chư tôn đức phước trí nhị nghiêm. Phước và trí, hai cái này nó trang nghiêm thân tướng của chư tôn đức. Phước trí nhị nghiêm. Hay là có nhiều khi ta thấy phước huệ lưỡng toàn. Phước đức và trí tuệ, hai cái này nó đầy đủ cả. Lưỡng là hai cái nó đủ, trong đó phước đức trí tuệ. Cho nên nhiều khi ta nói phước huệ song tu, tu phước và tu huệ phải song tu. Thì người nào mà phước huệ lưỡng toàn, năng tác Phật, có khả năng có thể làm Phật. Vậy đó, gọi là quy y Phật lưỡng túc tôn. Còn quy y Pháp ly dục tôn, nghĩa là con xin nương tựa về Pháp, bậc có khả năng hướng dẫn chúng con ly dục. Thưa đại chúng, chữ dục là gì? Chữ dục là sự ham muốn, chứ không nghĩa là chỉ có tình cảm. Hễ ham muốn trong vấn đề nam nữ gọi là sắc dục. Còn chữ dục một chữ thôi nghĩa là những ham muốn trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà tại sao chúng ta trong này nó là ly dục? Thật ra cuộc đời này chúng ta là con người, ai ai cũng muốn hết á. Chứ mình nói mà tôi không có muốn là không đúng nha. Đói bụng là muốn ăn, khát nước là muốn uống, đầy bụng là muốn đi, buồn ngủ là muốn ngủ, buồn là muốn khóc, vui là muốn cười, giận là muốn đập nó. Vậy thì con người mình không thể xài nó là tôi không còn muốn, không đúng. Con người mình vẫn muốn, bởi vì cái muốn đó là cái nhu cầu. Nhưng mà cái khổ của chúng ta là gì? Chúng ta đặt một chữ trước chữ muốn là tham muốn. Muốn là đã được rồi, nhưng mà tại vì chúng ta có cái tham cho nên muốn hơn cái mình cần. Cho nên gốc khổ từ đó. Vậy thì Pháp dạy cái gì mà gọi là ly dục tôn? Pháp là con đường, là lời dạy của Phật, là chỉ cho chúng ta rằng anh hãy muốn cái gì đúng cái nhu cầu, còn anh hơn mà anh không có khả năng là anh khổ. Cho nên mình muốn là chuyện bình thường, không có gì sai hết á. Nhưng mà hễ mà mình hơn cái mình muốn, thí dụ như mình mua mà mình mua nhiều quá cũng khổ lắm, là phải kiếm cổ cấp, thí dụ vậy đó. Cho nên là cái trước chữ muốn là chữ tham. Mà tham nghĩa là gì? Nghĩa là mình cái những cái mình không cần mà vẫn lấy thì mới kêu tham. Còn cái mình cần mà lấy là không có tham, chỉ muốn thôi. Cho nên chữ dục không có xấu. Chữ dục là chuyện bình thường, nhưng mà trong đó có tài dục, sắc dục, thực dục, thùy dục là ngủ, hay là danh dục là ham danh. Chứ còn mình muốn cái đối tượng nào đó mà nó vượt ngoài cái khả năng mình mới khổ, chứ còn bình thường có vậy. Cái thứ ba là quy y tăng chúng trung tôn. Chúng trung tức là bậc ở giữa chúng sanh và con người tôn quý. Vậy thì Phật Pháp Tăng có ba năng lực. Đức đối với Phật là lưỡng túc, Pháp là ly dục, Tăng là gọi là chúng trung tôn, tức là những người đem chúng sanh gần tới Phật, lấy Phật, đưa Phật gần với chúng sanh. Ở trong con người, ở trong cõi đời nhiễm ô, nhưng các ngài đang thực tập một cái pháp tu giảm những nhiễm ô để sống một đời sống thanh tịnh và đưa Pháp tới gần với chúng sanh, đưa Phật tới gần với chúng sanh tôn quý. Đó là cái câu hỏi là con có nghe video trên internet của các thầy có nói rằng khi thiền được thuần thục sẽ đi vào định. Vậy thì khi định mình cảm nhận
biết là mình đã nhập định. Trạng thái nhập định ra sao? Mình có thể làm chủ được lúc nào mình muốn nhập định hay muốn xuất định. Định đó là cái quả của thiền. Ví dụ mình ngồi thời gian mới đầu, ngồi hơi thở như nãy vậy đó, thì lúc đó mình còn phải làm việc lắm để tâm tới hơi thở. Nhưng đến một lúc nào rồi á, cái hơi thở mình nó thuần, ngồi xuống là nhận biết rất rõ. Và thậm chí người ta nói một câu, mình không có giận liền mà cũng vui liền. Mình đủ định lực để mình biết rằng cái lời khen này nó không đúng của mình. Và khi nó không đúng của mình cho nên không buồn, không vui, xin lỗi không vui. Mà cái lời chê này nó không đúng, không buồn. Người có đủ định á, họ không có vui buồn bất thường. Người có đủ định không có phản ứng một cách nhanh chóng mà để đổ vỡ hoặc là nói lời hớ. Mà người đủ định là người ta chậm xuống để người ta biết rằng người ta phải cần nói gì. Có những lúc người ta im lặng giây phút đó không phải người ta sợ sợ thấy thua phát gì, mà người ta biết rằng chưa đúng lúc nói. Ví dụ như có một cái ông vua đó, ông chém đầu một cái người mà đánh xe cho ông. Người ta cản không được, vì ông nghĩ rằng ông đánh xe này chạm tới vua phạm thượng. Thì có một ông quan, ông đủ định lực, ông vua nói: bẩm hoàng thượng, cái tên này nè đáng chết lắm. Thứ nhất là đã phạm thượng, thứ hai là hắn đã làm cho hoàng thượng bị mang tiếng suốt đời là vì một kẻ đánh xe mà giết người. Ông hoàng thượng nghe xong nói: thôi tha cho nó đi, không thôi trẫm mang tiếng chết. Biết cách khuyên vua. Nhưng mà nếu mà nói kiểu khác là ông vua cũng đâu có chịu, phải không? Đánh ngay cái tâm lý là ông vua sợ mang tiếng. Cái tên này nó đáng chết lắm, chết chém nó đi. Vì chết mà còn để lại cho vua mang một cái tiếng xấu là vì một cái tên đánh xe ngựa cho vua thôi, mà vua mang tội bất nhân giết người. Thôi thả cho nó đi, kẻo trẫm mang tiếng dưới thế gian. Ông đó là ông có định. Cho nên định á là thể hiện trong khi mình ngồi thiền. Nhưng khi sự thiền tập của mình nó vững chãi trong cuộc sống thì cái sự lắng trong tâm mình á nó đủ chúng ta ứng dụng trong cuộc sống mỗi ngày nhẹ nhàng. Ví dụ mình biết cái người đó sai, nhưng mà trong khi họ đang giận mình không thể nói gì hơn được. Cái người uống rượu sai có bao giờ nhận họ sai không? Không. Mà mình có dạy gì để gây lộn với người sai không? Mà nếu mình gây lộn với người sai thì mình có sai theo họ không? Chẳng những sai mà còn điên đảo. Trong kinh Bát Nhã nói đó, điên đảo, chữ điên là gì? Nó không có đúng, nó lệch lệch. Đảo là ngược lại. Chẳng những thấy không thấy sai mà còn ngược nữa, gọi là điên đảo. Cho nên cái anh uống rượu sai tại sao anh té? Là tại vì đường đi vậy mà anh thấy nó ngược lại. Tại sao anh nhộn nhào xuống ao? Tại vì anh thấy cái ao là cái bờ. Cái người say là người mất tỉnh mới gọi là say. Người tỉnh đâu có say. Người say không tỉnh. Mà mình đi cãi lộn với người say là mình còn say dữ nữa. Cho nên hai cái đứa học trò đó, một đứa làm bài toán 1 cộng 1 bằng 2, một đứa nó nói 1 cộng 1 bằng 3, nó cãi nhau ổn tỏi. Cuối cùng nó xách nhau lên ông thầy. Ông thầy kêu cái thằng làm đúng đó, phạt cho nó một trận, đập cho nó một trận. Nó tức mình, nó nói: con làm đúng mà tại sao thầy đánh con? Ta không đánh người cái gì, ta đánh cái tội ngu. Biết nó sai mà vẫn cãi. Người làm đúng là một chuyện rồi, nhưng mà biết nó sai mà vẫn cãi thì không phải giải không? Cái người định là vậy đó. Cho nên cái người mà người ta có định, ta không có trách trời than đất gì, ta thấy được cái nhân quả, ta thấy được cội nguồn. Trời ơi, tôi đâu có làm gì, tự nhiên ta nó chửi tôi à. Bà thiệt bà không làm không?
đó. Thành thử là ngồi hồi truy à, hèn gì đó, thành thử phải có nguyên do. Và thậm chí bây giờ mình chưa biết gì hết cũng khoan nói, đủ định tĩnh đó nói. Vậy thì cái chữ định á, nó lưu xuất thành cuộc sống của mình. Nhưng mà do đâu mà có được cái định đó? Hàng ngày phải thiền tập, hàng ngày phải tập lắng xuống, chuyện gì cũng không có nổi nóng nẩu được, đập bàn đập ghế đau tay không giải quyết được vấn đề, đập dĩa đập chén cũng đi mua lại à. Cho nên mất định là mất tiền, mất định là mất thần thông. Cho nên có một cái ông thầy đó mà ông ngồi thiền đó, rồi cái bữa nọ có một cái cô đó của tới của xá ông về nè, rồi của xá làm sao cái hai người chạm nhau đó, lúc mà cúi lên cúi xuống làm sao đó, cũng mất thần thông. Bây giờ ông giận thần thông bay không được. Cho nên định là gì? Là sự chú tâm, sự vắng lặng do sự tu tập của mình. Thí dụ bây giờ đại chúng ngồi tụng thời kinh mà không có bị suy nghĩ ra, lo ra, tụng âm thanh lời lẽ mình tụng, tụng kinh, vậy là tụng kinh có định lực đó. Cho nên khi mình tụng kinh á, một là mình nhìn, hai là mình nhìn xuống, còn mình tụng kinh Nam mô A Di Đà Phật, dạ đó ra, dạ đó, dạ đó, dạ đó, dạ A Di Đà Đô Bà Tì, 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 A Di Đà Đô Bà Tì. Cái đó không có định, cái đó không có định. Tụ tháp thí dụ vậy. Cho nên cái người mà người ta tụng kinh đó, trong định đó là ta tụng ta nhiếp tâm. Vì vậy mà mình chắp tay cũng vậy, khi mình chắp tay là 10 ngón tay mình khép lại. Mình khép lại mình để đâu? Để ngay đây nè, để ngay cái đây, ngay cái chấn thủy của mình. Vì đây là cái chỗ mà mình lưu xuất. Để trên này cũng để như vậy thì nó không được, chứ phải nhóm vậy nè đó. Mà để như vậy nó kỳ quá. Để ngay đây. Còn nếu mà mình để trên này chút nữa thì giờ đến 10 ngón tay của mình chắc. Đây là một cái ấn nha, đây là một cái ấn. Cái ấn này gọi là ấn phổ lễ. Ấn này gọi là ấn phổ lễ. Một cái lạy xuống là cái phổ là rộng khắp. Cái lạy của mình rộng khắp hết, cho nên đây là một cái ấn phổ lễ. Còn ví dụ mình cầm cái nhang mình cúng cho Phật, cầm cái nhang vậy, ấn này gọi là ấn phổ cúng dường đó. Cắm cái nhang, cầm cái nhang mà cầm hai cái ngón, hai cái ngón trỏ của mình dính cái nhang cho nó chặt, rồi ba sáu ngón này coi đấy. Đây là một cái ấn. Ấn này gọi là ấn phổ cúng dường. Chờ quý vị thấy người Hoa không? Mấy người Hoa mà khi họ lễ xong nó làm gì đó. Cho nên ấn hết á, rầu quá nó có cái ấn nữa. Ấn là ấn mất sổ gạo. Con chỉ ngồi tĩnh tọa niệm Phật, im lặng lắng nghe tiếng niệm Phật vang lên trong tạng thức, như vậy có phải là thiền không? Dạ phải. Nhưng mà nhớ là nghe trong tỉnh giác. Còn nếu mà mình nghe xong một hồi mình cứ nghe là mình biết mình đi vào giấc thủy du rồi đó, khúc thủy du rồi đó. Nếu mình ngồi á mà mình vẫn nghe tiếng niệm Phật mà mình tỉnh rất là rõ, Nam Mô A Di Đà Phật, nghe từng tiếng rõ, nghe mà vẫn tỉnh. Quý vị nghe pháp á, mở tối mà mở cái ai pháp lên mở nghe đó, lúc đầu là nghe tỉnh lắm, nhưng mà ăn lát rồi là lúc đó là ông thầy ổng ru mình rồi đó. Cái lúc mình trở mình á, cái mình nghe ông nói một hai câu
Có một lần đó có cái đạo hữu đó, ông dậy ông bấm cái nút đồng hồ mà nó báo thức rồi, nhưng mà thôi ông ráng nằm chút nữa. Tự nhiên cái ông nằm mơ mơ mà ông nghe Pháp Hòa nói nướng hồi coi chừng khét. Ông bật dậy ông tưởng Pháp Hòa đứng kế bên, nhưng mà không ngờ bài pháp nói cái câu đó đúng ngay chỗ ông đang nướng. Thậm chí mình ngồi thiền cũng vậy, mới đầu mình quán hơi thở, nhưng mà mình phải để ý là coi chừng mình rơi vào cái trạng thái hôn trầm. Hôn trầm là nó buồn ngủ trong bụng đó nha. Mình buồn ngủ trong bụng, mình lắc lư mình không biết. Cho nên khi mình ngồi thiền á, miệng khép lại. Miệng khép xong rồi mỉm cười, để biểu lộ cái sự an tịnh của mình trong khi mình ngồi. Mình niệm Phật á, nó có nhiều cách niệm lắm. Ví dụ mình lần chuỗi niệm, mình đi theo hơi thở niệm Phật, đôi khi mình im lặng, mình để cho cái tiếng niệm Phật đi ra nhẹ nhàng trong tâm thức. Sao cũng được hết, miễn giây phút đó câu niệm Phật là đối tượng của mình. Câu niệm Phật là đối tượng của mình và làm cho mình trong giây phút đó tỉnh lại. Chỉ có mình có câu niệm Phật và không gì khác. Cho nên tại sao chúng ta lấy hơi thở để làm cái đề mục? Bởi vì hơi thở là gần với mình nhất. Không thở là mình chết, đúng không? Vậy thì cái gì làm đề mục cho bước đầu niệm căn bản ngồi thiền? Hơi thở. Vì hơi thở là gần gũi với mình nhất. Mình thở ra mà không thở vô là mình chết. Cho nên trên đời này, nếu mình nói cho đúng, cái gì quý? Hơi thở là quý nhất. Vì nếu mà mình không còn thở, nghĩa là không còn gì quý nữa với mình hết. Tất cả đều trở thành vô nghĩa đối với một người chết. Vì vậy cho nên chúng ta phải tập ngồi tĩnh. Và thưa đại chúng đừng có nghĩ rằng ngồi tĩnh như vậy là tu gì hết cả. Và đừng có nghĩ rằng cái đó là đạo Phật. Không, trên đời này ai muốn có sự hạnh phúc an tịnh, người đó cần có sự lắng tĩnh. Chỉ có khi nào mình lắng tĩnh được như vậy, cuộc sống mình nó mới bình an nổi thôi. Tại vì cuộc đời này vốn dĩ mỗi ngày bấp bênh sóng vỗ, bụi bặm đủ thứ hết. Và chỉ cần chúng ta định tĩnh thì chúng ta mới có thể lướt qua được những cái đó. Còn không thì chúng ta vẫn sống nhưng mà rất khổ. Cho nên Pháp Hòa xin thưa là mỗi ngày chúng ta 20 phút so với 24 giờ mình sống trôi lăn bao nhiêu tiếng đồng hồ một ngày, 20 phút này không có gì hết á. Nhưng mà nếu mà mình trở thành một cái thuần thục, 20 phút này sẽ giúp cho mình rất nhiều trong cuộc sống. Ví dụ ha, bữa nào mình mệt có vì ngủ không có sâu, ngủ 10 phút thôi mà dậy là khỏe đó. Thí dụ đi làm về đó, mệt á, ngã lưng 10 phút ngủ thôi, 15 phút thôi, dậy là mình đủ cái energy liền. Tại sao? Vì mình ngủ không lo lắng, ngủ rất sâu, ngủ rất an. Còn những người mà ta ngủ một ngày 12, 13 tiếng, mình nghĩ ta ngủ vậy là khỏe phải không? Ngủ vậy mệt mỏi lắm. Mà nếu mà cứ tiếp tục ngủ như vậy hoài, cái dấu hỏi đó đó. Ngầu ngu hỏi ngủ, rớt chữ ngủ, rớt dấu hỏi. Ngủ nhiều mất dấu. Thôi hết giờ rồi. Thêm câu nữa không? Kính còn kính thưa sư phụ, nói đồ đến mình. Cho con hỏi là câu thứ nhất là tại sao thầy muốn đi tu? Quá nhỏ, tại vì con nghe pháp thầy nói bắt đầu đi tu từ 7 tuổi tới bây giờ mà nó đi bây giờ. Câu thứ hai của con là mình bắt đầu đi tu có khó không thầy? Câu số 3 là làm sao để học tu giỏi? Câu cuối cùng là thầy. À, câu cuối cùng là thầy có nghĩ thầy thành Phật không?
luận đó nha. Tại vì con đọc kinh Phật nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Hay quá. Câu nào muốn nhau là mình chưa. Tại sao thầy đi tu lúc thầy còn nhỏ? Không biết tại sao. À, tại vì người thích. Bởi vì người này nó là thích pháp hòa. Một câu trả lời gọn nhất cho những cho pháp hòa đi tu là tại sao thầy đi bắt đầu vô chùa từ năm thầy còn rất nhỏ, 7 tuổi. Tại tôi thích. Chứ 7 tuổi biết gì? Không lẽ thầy tôi chán đời? Không lẽ tôi thất tình? Đâu. Cho nên tuổi trẻ đời trai không có chán. Tại mình thích thôi. Hỏi đi tu có khó không? Con muốn biết thì con đi tu giống thầy rồi con biết. Tại vì không thể nói được. Tại nói rồi con không tu làm sao? Nói dễ là không được. Câu thứ ba là làm sao để tu giỏi. Trước khi mà con muốn tu giỏi á, là con ở nhà con tập giỏi trước. Thí dụ con đi học á, là con làm bài cho giỏi. Về đi học về để đôi giày lên, cái phòng của mình phải dọn, cái mền của mình phải xếp, cái áo của mình máng lên. Mấy cái việc đó nhà mà con được giỏi như vậy là con tu rồi đó. Rồi mai mốt con vô chùa con cũng không chọc thầy trào máu kiểu đó. Tại vì ở nhà con cũng không chọc ba má kiểu đó, thì vô chùa cũng không sống theo cái lối đó. Phải không? Xếp áo, mình khi mình mặc cái áo á, nó có cái bài kệ để mặc áo. Mang áo của người tu đem vui cho trần thế. Xin lỗi, mang áo của người tu tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành đem vui cho trần thế. Lúc mình mặc áo vạt hò, mình mặc áo la hớn thì đọc cái bài kệ đó. Ở nhà mình xếp mền, có bài kệ xếp mền. Xếp mền cho niềm vui, sống ngăn nắp cuộc đời. Mình sống mà mình có ngăn nắp, in order, nice and neat, đó là tu. Hồi nãy thầy nói rồi, phải không? Ở nhà mình muốn tu á, tu mới ra trước. Mà thật sự nó là cần tu mỗi ngày. Thậm chí một người xuất gia vô chùa rồi mà dép giày bỏ lung tung, áo quần vất lung tung, xin rửa mặt dơ giấy, thì người đó ở chùa 30 năm cũng chưa tu. Bởi vì cái chuyện quá nhỏ mỗi ngày mà. Anh độ sanh ở đâu mà chưa thấy, mà anh cái người bước vô nhìn cái xin rửa mặt của anh là người ta đã dội ra rồi, thì anh độ cái gì? Cho nên là cái chuyện tu á, nó là cái chuyện rất đơn giản. Tờ u tu. Nhưng mà thật là cả một đời, chứ không phải chỉ có khoảng khắc làm một chú tiểu đâu. Tu là tu cả đời. Từ cái áo, cái quần, từ cái y, từ bất cứ cái gì của mình mỗi ngày mình để tâm vô đó là tu. Nấu cơm, phải hết lòng trong việc nấu cơm là tu. Đi học, tụi con học bài ở nhà nha. Mấy đứa đi học bài ở nhà, khi làm bài không bắn game, không send message cho bạn, trừ trường hợp phải hỏi homework. Trời ơi, bây giờ mình thấy nó đeo cái headphone vô đây nè, rồi nó ngồi nó lắc về nó làm bài được, cho nên viết chữ nào nó cũng như cua vậy. Thứ ba là thầy có nghĩ thầy thành Phật không? Khi nào thầy thành Phật thầy báo con biết. I will invite you for my thành Phật celebration. Thôi hết giờ rồi, thầy chuẩn bị nghỉ. À, thưa đại chúng,
Tối hôm nay chúng ta có buổi sinh hoạt ở chùa Linh Sơn. Ngày mai theo chương trình thì Pháp Hòa sẽ có sinh hoạt với đại chúng 2 buổi, 10 giờ sáng và 2 giờ chiều ở tại chùa Phật Tổ. Dạ, thì mong được dịp gặp lại đại chúng một ngày nữa trước khi Pháp Hòa ra phi trường. Và chưa biết chừng nào chúng ta đủ duyên sẽ gặp lại, nhưng mà lần này gặp nhau thì xin hãy trọn vẹn có mặt cho nhau trong giây phút này. Cầu nguyện đại chúng và gia đình luôn luôn được an vui, sức khỏe, tinh tấn tu học để làm lợi lạc cho mình, cho gia đình, cho người thân của mình, và thể hiện cái tình thương của mình thật là trọn vẹn bằng sự chuyển hóa của chính mình. A Di Đà Phật.